Rồi chào mọi người nhá, thì ngày hôm nay mình có tiếp nhận xử lý một sản phẩm vang Gray-Gutin model là KT510. Đối với cái máy này thì nó bị khi mình chấp nhận là nó gặp phải cái lỗi là bị khóa mật khẩu, khóa pad rồi khóa phím, hôm nay là bấm chả bấm được cái gì cả. Thì sau khi xử lý xong thì ok rồi. Đối với cái dòng Gray Cutin KT510 này, và nôm na là cái dòng này khi mà cái khóa nhá thì mà quên mật khẩu thì gần như là anh em sẽ phải bỏ và chỉ dùng mặc định là máy đang set như nào thì dùng như thế rất khó chịu. Đó, khi chúng ta muốn chỉnh là để thêm nếm hoặc là với cái yêu cầu của từng người ta không chỉnh được thì dùng như thế thì cũng coi như là con va nó cũng chẳng có tác dụng gì được cả. Thì mình vẫn có thể hỗ trợ được phá mật khẩu với dòng này nhá. Dòng Gray-Gutin KT510 này, KM320 này, hai cái dòng này là rất hay bị khóa lốc. Và anh em có thể cái những ai mà setup bán những cái dòng này hoặc là dùng đổi mật khẩu thì phải nhớ, mà tốt nhất là không nên đổi mật khẩu vì những cái dòng này nó phá mật khẩu, nó không phải như là chạy zoom như kiểu dòng X5 nhá, nó khóa vào trực tiếp vào MCU rồi. À, anh em thợ làm nghề sửa mà cần đến linh kiện để fix cái lỗi khóa trên cái dòng này cũng liên hệ, mình sẽ tư vấn và cung cấp linh kiện cho.